Kênh Nhà Đất Không Ngữ xin gửi đến quý cô chú cùng tất cả các anh chị mình một cái lô đất nằm ở trên con đường N1 đang làm quý anh chị. Đây là tuyến đường từ thị xã Tân Châu nối qua bên thành phố Châu Đốc mình. Thì đây là tuyến đường này cũng đang làm, cũng chuẩn bị gần xong rồi quý anh chị. Đó. Thì em đang có một lô đất gần ở đây nha, nằm ở đây. Đó, đất này nằm ở trong phường Long Thành, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang mình. Thì hướng này là mình chạy về bến phà đi qua thành phố Hồng Ngự quý anh chị. Đó, bến phà đi qua Hồng Ngự nha, tỉnh Tháp mình. Thì con đường này nữa sẽ là một cái tuyến đường trục chính quý anh chị, nối liền giữa thị xã Tân Châu đi qua Châu Đốc mình, cũng như là từ Hồng Ngự đi qua đây ha. Rồi, lô đất đây có mặt tiền khá là lớn quý anh chị. Đó, mặt tiền là 46m nha. Mặt tiền 46m dài. Mặt tiền miếng đất này có hình chữ L tí xíu nhưng mà vẫn vuông quý anh chị. Đó, vẫn vuông nha, hình chữ L nhưng mà vuông, rất là đẹp nha. Ở đây chỉ có 1.800m² thôi. Đó. Thì từ cái vị trí phẳng cái cây này nè quý anh chị. Đó, cái cây này nè, hoặc là cái bụi chuối đó. Đó, bụi chuối đầu tiên đó ha. Đó, là mình sẽ đi ra đây lại. Đi ra đây. Hút cái cây này luôn quý anh chị, hút cây này tí xíu nè. Mặt tiền là 46m. Đó, vị trí lô đất thì giáp cái đường này là gọi đường tương là một quý anh chị. Đó, nó vô cái giường xe di luôn nha, vô giường xe di. Cái khoảng đất trống này là của người ta nè quý anh chị. Đó, cho nên nó có cái hình chữ L gì nè. L là L giáp mặt tiền hơi dài nha. Đó, thì đây vô tới thằng bộ chuối đó chắc cũng khoảng từ mấy đường vô bộ chuối đó chắc cũng khoảng khoảng 17m đó quý anh chị, 17 đến 15m chúng ít luôn nha. Đó, nó đi dài qua đây. Đó là cái hình chữ L là hình như vậy đó quý anh chị. Nó sẽ đi qua đây nha. Đi qua cột này nè. Đó, đi tới cái cột xi măng này nè. Đó, cho nên nó có một thằng qua cái miếng đất này một chút. Đó, cho nên nó mới có hình chữ L, L là ngoài trước. Còn ở phía sau đó, phía sau bự đó, chỗ xuyên gì đó. Qua đó. Ở đây thì nó có một con đường bãi giác quý anh chị. Bãi giác cái chỗ gần gần cái cống đó. Đó, giữa cái khoảng trống mà giữa hai cái chùm cây đó là có cái đường bãi giác nha. Bãi giác để chạy về ra tới cái bệnh viện số 2. Thì đây đó khoảng chừng chắc cỡ không tới 2 cây số, nó không tới 2.000m quý anh chị. Đó, thì đường xá thì quý anh chị thấy nó đang hiện trạng giờ nó đang cao nha, đang cao lắm. Đó, nhưng mà bây giờ là người ta sẽ hạ mặt bằng xuống anh chị, tại cái đường nó rất là cao. Không biết lúc trước hồi xưa người ta tính sao mà người ta làm cao lắm mà bây giờ người ta đang hạ mặt bằng xuống quý anh chị. Đây nè, ta đang hạ xuống nè. Ta đang múc hạ xuống kìa ha. Thì ở cái tuyến đường chỗ phường này thì người ta sẽ làm một cái con đường 2 chiều chị ra thẳng từ cái phà Tân Châu mình luôn. Đó. Đây nè. Đó, ta đang hạ cót xuống ha. Hạ cót đường xuống. Đó, cho nên đường này chừng nữa nó sẽ thấp xuống quý anh chị. Đó, nó thấp lắm nha. Nữa nó sẽ thấp xuống tại mình đứng ở trên mình quay xuống đó. Nó cao chứ mình đứng mà mấy đó thì xuống là nó chắc cao lên khoảng chừng mét ngoài là hút đường quý anh chị. Đó, sau này ta hạ xuống nha. Hạ xuống nữa. Đó, ta đang hạ xuống nè. Chứ không có cao giống như này. Em xin nhắc lại địa chỉ nha. Phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Diện tích cần bán thì 1.800m², mặt tiền là 46m thì quý anh chị. Đó, bán một công là 1.000m² nha. Đó, đây nè, đây ta đang múc hạ cót xuống ha. Nhìn sao xuống.
đang hạ cót xuống nè, thấp nhịn cái đường thấp ụi vậy, chứ nó không có không có cao bao nhiêu quý vị. Ở ngoài phía đó là trung tâm đô thị nha. Đó, còn cái bờ mà có mấy cái bờ đập nè. Đó, cái mấy bờ đập đó quý anh chị thấy không? Đó, mấy bờ đập đó. Đó là của khu Sơ Mai nha. Đó, quy hoạch rồi. Đó, rất là rộng lớn khu đô thị Sơ Mai. Một cái lô đất phải nói là tiềm năng quý anh chị à, đây là một cái lô đất để cho chúng ta đầu tư dài hạn nè quý anh chị à, nếu mà đường xá nó thông thương rồi thì nó sẽ là ngon lành, tại vì đây là tuyến trục chính mà à, ở đây về với lại đặc biệt hơn nữa là đường này sẽ là làm đường hai làn xe quý anh chị, là tức là đường nó có lương chính giữa à, đường hai chiều. Ở đây rất là vip nha, nếu anh chị nào mà có tầm nhìn xa thì đầu tư mấy cái miếng này thì ngon lành cành đào đó. Đây là một trong những cái lô đất mà phải nói là chiến lược tầm nhìn ha, tầm nhìn của mỗi người nha quý anh chị đó. Người thì nhìn thấy được thì đầu tư đó, mơ mốt cái đừng có bỏ lỡ cơ hội nha. Để bỏ lỡ cơ hội rồi cái mai mốt mình ngồi mình hối tiếc nha, phải chi lúc đó mình mua cái giá nó vậy quá tuyệt vời, bây giờ nó giá nó vậy ha quý anh chị. Đó, mấy cái đường nào mà đường lộ hai chiều mà nó làm đường lớn thì đương nhiên giá trị nó sẽ rất là cao nha quý anh chị. Đó, thì cái giá em cũng công khai luôn nha, giá này giá bán này một công cái chính còn thương lượng quý anh chị, 1.000 mét vuông nha. Một tỷ chín tức là 1 mét vuông 1.9 triệu. Đó, thì đôi khi thì nói chung thì những lô đất như vậy thì chỉ có những người ta gành về đất, người ta đầu tư từ gành về đất, người ta nhìn thấy được cái tiềm năng của lô đất ta mới dám đầu tư quý anh chị đó. Còn như mình đơn giản, mình bình thường, mình thấy mình làm ruộng làm lúa thôi, mua những miếng đất này thì nó đâu có gì để mà nói đâu, nhưng mà không phải, tùy theo cái người sử dụng đất, tùy theo mục đích sử dụng đất và tùy theo cái người nhìn tầm nhìn của họ nữa đó. Thì lô đất này thì điều đường xá là hồi lúc ngày xưa người ta chưa có gì chứ, ta vẫn bỏ tiền ta mua trong khoảng 500-600 triệu ta đón cái đường, ta đón cái đường quý anh chị đó. Cũng có người đón sai, có người đón trúng nha, chứ không phải là sai hết. Cho nên là khi mà đường múc qua rồi thì thấy tuyệt vời, cảm ơn đợi. Giống như lúc đó là một công khoảng 500-600 triệu thì khu Sơ Mai đã quy hoạch, đã bầu thường vậy đó, thì ta cũng mua theo vậy, ta đón đường đó. Có người thì mua trúng đường, có người mua thì nó cũng chặt, thì do nguyên nhân cái, bởi em nói là do nguyên nhân cái tầm nhìn của mọi người thôi nha đó. Tầm nhìn và cái sự mối quan hệ đó, đặc biệt cái chỗ đó đó quý anh chị. Tại sao có người ta mua cái một phát ăn liền ngay cái đường mở là đời sẽ đổi quý anh chị. Giống như lúc đó mua 1 mét vuông chỉ có 550 đi, 550 thì một công 550 triệu, mà đường múc lên cái là trở thành là bây giờ đang kêu bán 1.9 triệu mét vuông à, thì nó tăng gấp mấy lần rồi. Mà đường hiện trạng bây giờ thì nó chưa có xe thông thương, chưa có gì cả, nhưng mà ở đây là trong tương lai nó sẽ là 2 triệu, đường hai làn xe chạy, thì quý anh chị nghĩ sao? Quý anh chị suy ngẫm nghĩ thôi, là những cái lô đất mà ở cái những cái đoạn đường vip, đường đẹp ở chỗ tỉnh thành của anh chị á, huyện xã đó, mà nó có đường 2 triệu đó, thì quý anh chị nghĩ cái 1 mét vuông cái đó bao nhiêu tiền? Chẳng hạn như thành phố Ngự, đường Nguyễn Tất Thành đó, ngày xưa cỏ mọc tùm chơi lên đi xuống không ai mua, giờ đụng nó vô 1 mét vuông như tiền đó. 1 mét vuông cũng 100 triệu đâu dứt, đúng không? Nó giờ giống như con đường Nguyễn Tri Phương ở thị xã Tân Châu này nè, thì cái con đường đó thì chưa có mở bự ra, thì nó giá trị nó cũng có nhiều, nhưng mà nó cũng giá trị nha, đặc biệt ở với Tân Châu với đường Tôn Đức Thắng
đó. Khi mà đã nhà nước đã mở bự ra đó thì con đường sẽ lên giá, và đất xung quanh những con đường nó sẽ lên giá chị. Thì hiện tại giờ những con đường như Tôn Đức Thắng thì một mét vuông nó tầm khoảng 30 triệu, với đường Nguyễn Chí Phương bằng 30 triệu chứ ở đâu chứ ha. Thì những con đường này cũng như thế đó, đầu tư đất thì đôi khi mình nói là trong tương lai, thì đôi khi ở Việt Nam thì mấy người ở kia tôi bình luận, tôi nói là ở Việt Nam bán đất trong tương lai, cái này cũng đâu phải là trong tương lai đâu, cái này là những lô đất này bán là mình nhìn thấy được luôn, không cần phải trong tương lai gì cả nữa. Đường đang làm, đường này thì thông thương với thành phố Châu Đốc, mà thành phố Châu Đốc hiện giờ là đã bắt cây cầu, đã thông thương với thị xã Tân Châu rồi đó, chỉ còn đợi cái cầu của bắc qua sông Tiền nữa quý anh chị. Bắc qua sông Tiền là từ An Gia, từ thị xã Tân Châu qua huyện Hồng Ngự nữa là ok chăm chăm nha, là những nói chung là cơ sở hạ tầng thì coi như nó hoàn tất. Và những cái vùng này thì nó đang còn là hoang sơ rất là nhiều, nhưng mà nó phát triển cực kỳ là mạnh quý anh chị đó. Tại vì tính đây mét vuông đất cũng có nhiều tiền đâu, đầu tư về đây thì vài năm sau thì mình ngon lành cành đào nha. Đó, để mấy em thông thường có những anh chị hiện giờ mình đi ra quán cà phê mình ngầu và nói chuyện, cái đầu cái nó trời ơi, hôm trước mấy năm trước thì tôi bán giá đó tôi không mua, bây giờ giá nó như vậy, mình ngồi mình tiếc nói cũng đâu được đâu, tại lúc đó mình đánh mình nhìn không ra, mình đánh giá trị không được. Giống như hiện giờ nè, đó ngầu đâu thì mấy anh trên bất động sản, mấy anh kinh doanh bất động sản giờ chết chân, chết được bao nhiêu người đó, chúng ta phải biết được chết được bao nhiêu người, và trong số đó là bao nhiêu người ta làm giàu từ đất, nó làm giàu từ kinh doanh bất động sản, làm giàu từ đầu tư, bắt tiền làm việc cho mình đó, là bao nhiêu người chết là chỉ một phần số nhỏ thôi. Những cái mặt số đó là giống như là đầu tư quá mức đó, quá giới hạn. Giống như là chúng ta mua một lô đất mà chúng ta chỉ có là, em nói ví dụ đi, bây giờ lô đất đó 1 tỷ mà chúng ta đang có khoảng 500, là chúng ta dài 50-50 chúng ta chơi cũng được đó. Nhưng mà có cái là mình phải xem lại cái mức nguồn thu nhập mình nha đó, và cái bất động sản đó là khoảng bao nhiêu lâu để cho chúng ta sinh ra dòng tiền để chúng ta có lợi nhuận khi chúng ta bán ra đó. Còn nếu mà được 70% thì cũng quá tốt, 70% so với giá trị tài sản thì mình có thể là làm đòn bẩy để mình dây vốn ngân hàng, hoặc là mượn người thân, mượn lực đó, mượn lực để mình làm, mình mua. Chứ bây giờ nếu mà chúng ta đợi mà đủ tiền thì không bao giờ mua được anh chị đó, không bao giờ mua được đất đâu. Nếu mà đợi đủ tiền đất lên giá nữa rồi đó. Thời điểm giờ là thời điểm vàng, thời điểm tốt để chúng ta mà giao dịch đó, mà chúng ta chần chừ thì nói chung là bây giờ nói chung có rất nhiều anh chị để mà lựa chọn những bất động sản tốt, nhưng mà giá đã tốt rồi vẫn còn chần chừ không muốn mua, muốn hạ xuống nữa, nhưng mà đâu có được đâu, tại đâu phải mình một mình mua đâu anh chị. Nó coi trong đó cũng còn nhiều người khác có những lô đất rất là tuyệt vời, như hôm trước em bán lô đất ở thành phố Hồng Ngự, ở gần cống Xa Lũ đó, một mét vuông chưa được 10 triệu đúng không anh chị, bị ngang năm dài khoảng 30-160 mét vuông mà bán có 1.5 tỷ, mà trong khi đó em có chào khách những nhà đầu tư, em khi họ đến họ mong muốn là giá nó rẻ nữa, nhưng thì chắc đâu có được đâu. Thì khi họ chần chừ thì có người khác mua, cái họ nói quá tiếc rồi, chị định mua này kia văng văng a dạ b c d d d, nhưng mà muộn rồi, chị đã chần chừ, người khác đã mua, chị đã mắc được. Mà trong khi đó là xung quanh ta bán một mét vuông là 10 mấy triệu cũng được đó. Mình mua mà đất mà khi đã mua mà có lãi liền á, là tức là mình người ta bán xanh quanh trong đó, là thí dụ như em nói 10 mà mình mua được 8 thì cái giá trị nó quá là tuyệt vời luôn đó. Là mình mua mình có lãi liền đúng không chị, thí dụ chị của chị bán cả 9 đúng không, của chị cũng L1 cũng ngon lành cành đào đó. Ai mua mà mong muốn bán lời nhiều, bán để mà lời cho hốt bạc không thì đâu có được, là nó bị lòng tham thì nó nguy hiểm nha đó. Thì cái đó là mua đất mà có lãi liền là từ ngay chỗ đó quý anh chị đó. Thôi thì bây giờ video cũng hơi dài, thì bây giờ quý anh chị nào có nhu cầu mua thì liên hệ qua số điện thoại 0397037099 nha, để gặp Nhàn mình xem tài sản quý anh chị đó. Em tên Nhàn nha, xem tài sản rồi mình giao dịch đất ha quý anh chị. Cũng mong rằng lô đất này đến những người anh chị nào có tầm nhìn chiến lược xa đó,
thì lô đất này đầu tư thì trong vòng ngắn ngủi thôi quý anh chị, đầu tư ngắn hạn. Em đặt để em đặt cho lô đất này đầu tư ngắn hạn nha, tại vì trong vòng khoảng 2 năm nữa thì lô đất này tuyệt vời hơn cả mong đợi đó. Nó đôi khi anh chị nói sao mình nói hay quá mà tại sao mình không mua, tiện đâu mua, ví dụ vậy, em nói ví dụ vậy đó. Nếu mà cái nào cũng em cũng mua hết trơn thì cho em vậy đi, em giàu rồi, em giàu thì đâu cần thiết phải mà đi lai quay video làm YouTube rồi giới thiệu đến quý anh chị để làm gì nữa, đúng không? Đó. Thì nhờ vậy quý anh chị mới có được cái tìm có cái duyên với em để gặp được những video của em mà quý anh chị mua đầu tư sau này. Thì em cũng muốn quý anh chị mua để đầu tư sau này, thì thứ nhất là quý anh chị mua để đầu tư thì quý anh chị có tài sản, thứ nhì nữa là được giàu có trong tương lai thì em cũng tiếng thơm lây, đúng không? Đó. Thì em bây giờ thì ví dụ như bây giờ em chỉ kiếm được một cái hạt cơm, hai hạt cơm nhỏ, quý anh chị nhiều hơn em, quý anh chị là cả chén mặn đó. Cho nên quý anh chị đừng có suy tư sau này không mua, chị không mua, không phải, quý anh chị suy xét kỹ đi nha. Nó là như vậy chứ miếng nào mà em giới thiệu lên em cũng nói là em giàu hết, em mua được chứ em giàu chứ cần gì phải đi quay từng những video gì để giới thiệu bán hết quý anh chị đó, làm ở giới làm gì nữa. Rồi, xin kết thúc tại đây nha. Quý anh chị nào xem kênh thì ủng hộ kênh, cho em một like nha, ủng hộ kênh. Thì tại vì quý anh chị biết sao, trong một đời người thì nhất định chúng ta sẽ mua một cái lô đất để xây dựng nhà ở, hoặc là chúng ta kinh doanh đất. Đâu ai, đâu luật pháp nào mà cấm chúng ta mua bán đâu ha. Kinh doanh đất là giàu trong tương lai quý anh chị. Quý anh chị hãy chứng nghiệm đi nha. Tại vì đâu có ai mà có người nào mà người ta không giàu gì đất nhiều đâu, đa phần là giàu gì đất chị. Nó nói chung là bác vượng cũng vậy thôi, bác vượng cũng giàu tính từ đất đúng chị ha, giàu từ bất động sản thì phân ra nhiều loại lắm. Rồi bây giờ đến đây em xin kết thúc nha, hẹn gặp lại quý chị ở video tiếp theo. Quý chị nào đủ duyên thì mình đến lô đất quý chị. Hello, chào tạm biệt quý chị nha, chào các tình yêu của tôi ơi.